rồi nhanh nhất này nhanh nhất Ôi trời. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi. Rồi, xong. Rồi, xong. Rồi, xong. Trả lại. Và xin phép mời các anh chị em nghệ sĩ chúng ta cũng tiến lên phía trên hàng đầu để chúng ta cùng đồng hành với Kim Thoa và mọi người, cũng như là để cho buổi họp báo của chúng ta cũng được trọn vẹn hơn và chúng ta có thể tề tụ với nhau đông đủ hơn. Một lần nữa xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị, các cô chú, các anh chị, các bạn, quý đối tác, đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ, những quý vị khách mời, quan khách và cũng như đại diện các cơ quan báo chí và truyền. Lời nói đầu tiên thì Dương gửi lời chào đến quý anh chị báo chí cũng như tất cả các anh chị em các nghệ sĩ và tất cả các anh chị em YouTube cũng như tất cả quý khách đang có mặt ở đây. Hôm nay chị đến đây thì rất là vui tại vì nhìn thấy cái cơ ngơi mà mùi coi như mùi sáng tạo ra để mùi làm, và chị thấy là bảo đảm là sẽ rất thành công. Tại vì vô đây hầu như là đã thấy nó chỉnh chu hết rồi. Và chị thấy mừng cho mùi, mùi có cái ý kinh doanh rất là hay, nhất là mở được cái ẩm thực chay là quê Kim Thoa. Thì thôi thì học có biết nói gì. Thứ nhất hôm nay là sinh nhật của mùi. Chúc mùi tuổi mới niềm vui, sức khỏe và sanh em bé ra được mẹ tròn con vuông. Cũng như chúc cho mùi sẽ luôn luôn thành công trong cái ẩm thực là quê Kim Thoa hôm nay.
Cảm ơn tỷ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị có thể gửi lên đây, hoặc là sẽ có chúng ta trao đổi trực tiếp, hoặc là chúng ta giao lưu trực tiếp luôn, hoặc là chúng ta review và chuyên phỏng vấn luôn đi chị ha. Thôi bây giờ anh chị em nghệ sĩ nãy giờ ngồi dưới đây chắc cũng nóng lòng rồi. Bây giờ chị mời ai đi? Em mời anh trai Khánh Bình đi. Anh Bình là hiện nay là một ca sĩ và kinh doanh rất thành công lĩnh vực về món phở. Nhưng mà món phở này là món phở mặn. Thì sau khi mà ảnh tham dự học báo này xong, ảnh định là sẽ kinh doanh cho phở chay hay không? Mời quý vị cùng chào tay cho ca sĩ Khánh Bình. Dạ vâng, xin chào các anh chị, chào các chị và xin chào các anh em nghệ sĩ, các em và YouTuber, các khán giả của YouTuber. Và hôm nay thì Khánh Bình rất là vui, tại vì hôm nay là năm nào cũng sinh nhật của Kim Tho, là ngày này là buổi chiều là anh em họp mặt với nhau. Và hôm nay là cái chương trình này Kim Tho họp mặt các chị em, như là mình nói về cái quán chay, nhà chay của em. Anh chúc em sẽ luôn thành công và luôn có những chi nhánh hơn nữa để phục vụ tất cả cô chú trong nước, hiện ra nước ngoài luôn ha. Chúc mừng em. Bữa nãy thì các mình đang làm một cái một chuỗi mì rất là lớn, nhưng mà nghe anh Thái nói là có bánh mì thì để tính thấy là bánh mì luôn. Phở đi. Không, em biết là mình đang ở Sài Gòn. Dạ. Cái chuỗi rất là lớn, làm chả đũa luôn, nhưng mà bây giờ là chay rồi, các mình muốn chuyển qua chay, đang có làm chay nha. Thì cái món phở của mình thì cái món phở hai tô, thì cái nước chay của mình là ăn chay đường. Ha. Thì nếu mà có cái điều kiện và là có cái gia yến Kim Tho mà cho các mình vào thì các mình sẽ về đối với gia đình sẽ đăng ký một cái em cho người hứa bị sao cho phép Hồ Công Long được gửi đến quý nhà báo cũng như các anh chị có mặt hôm nay cũng như các anh chị em đồng nghiệp lời chào trân trọng nhất. Và thì hôm nay thì có lẽ là Hoàng Long cũng là xuất gia cái quý y từ lúc năm 16 tuổi, cũng hiểu về đạo Phật rất là nhiều. Và nói chung là không có được giống như anh Thái. Nhìn nãy nghe anh Vô Thái nói là nhờ Vô Cục Thái mà vợ chồng của Kim Hoa mấy anh trai luôn trường tới vậy luôn, đúng không? Dạ. Nói chung là rất là quý một luôn. Cái lời nói của anh ba Vô Cục Thái là coi như là một cái sự gieo duyên luôn tới giờ. Rất là quý luôn. Thật sự luôn mà Long á, thì cái tâm của Long cũng đang hướng về đó, nhưng mà thật sự chưa có đủ. Thì Long có như là một ngày nào đó chắc chắn là sẽ có cái duyên mà Long sẽ ăn chay trường luôn. Thì để mà hợp tập cùng với anh Thái rồi với anh Kim Tú Long rồi có thể anh sẽ qua gia đình bữa uống một lon cũng được đó. Thì bây giờ thì hôm nay đến đây thì anh Long chúc cho vợ chồng của em luôn luôn trong công việc lúc nào cũng thành công rực rỡ, dạng sự các tường như ý lúc nào cũng là có thể là nhiều chi nhánh hơn nữa. À, có dịp ví dụ anh gia đình anh ra Vũng Tàu thì sẽ ghé đây, hoặc là ví dụ có chương trình gì đó thì chú anh mấy anh em đây sẽ hỗ trợ em hết. Dạ. Rồi một lần nữa thì anh Long xin chúc em thật là thành công rực rỡ nha. Dạ. Và giống như là xong hiện Long Môn chứ. Em cảm ơn Long. Dạ.